Xin chào các bạn học sinh lớp 6. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu sang bài 17 là đa dạng nguyên sinh vật nha các em. Thứ nhất là chúng ta sẽ cùng hai cái bạn này quan sát hình 17.1 này. Các bạn lấy một cái giọt nước ở ván màu xanh màu vàng ở trên bề mặt ao hồ. Sau đó các bạn quan sát với kính hiển vi điện tử và chúng ta bạn sẽ vẽ ra được đây. Thì ở đây bạn sẽ thấy có rất là nhiều các cái gì? Các cái sinh vật. Về hình dạng thì chúng ta thấy là rất là nhiều hình dạng khác nhau. Ví dụ như là hình cầu này, ví dụ như cái tảo lục này này, đấy. Hoặc là hình chiếc giày này, giống như đế giày chúng ta đi này. Hình tròn này, hình tam giác này, đấy. Rồi hình đĩa này, đấy. Hình que này. Như vậy là trong cái giọt nước này chúng ta thấy có rất là nhiều sinh vật với nhiều cái hình dạng khác nhau, đúng không? Như vậy ở đây sự đa dạng của nguyên sinh vật được thể hiện như thế nào? Thì chúng ta sẽ sang tìm hiểu cái phần đầu tiên, đó là phần 1, sự đa dạng của nguyên sinh vật. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát các cái hình vẽ này này. Đấy. Sau đó chúng ta sẽ đọc thông tin trong sách giáo khoa để chúng ta nêu gì? Đặc điểm nhận dạng của các cái loài sinh vật này. Như vậy sinh vật đầu tiên chúng ta quan sát đây các em, đó là tảo lục đơn bào. Về hình dạng của nó thì nó có dạng hình gì? Hình cầu. Đặc biệt là nó có màu xanh. Vì sao lại có màu xanh? Vì nó mang nhiều cái hạt diệp lục. Và cái con mà có màu xanh như thế này thì nó có khả năng quang hợp giống như thực vật. Cho nên nó có khả năng tự dưỡng, tự tạo ra chất hữu cơ để nuôi sống bản thân. Cái nguyên sinh vật thứ hai chúng ta tìm hiểu ở đây đó là tảo silic. Tảo silic là cơ thể đơn bào, tức là được cấu tạo từ một tế bào nhưng nó có nhiều hình dạng khác nhau. Có thể là nó hình tam giác này, đấy. Có thể là hình thoi này, đấy. Có thể là hình que này, đấy. Có thể là hình cầu này, hình đĩa này, hình bầu dục này. Hình vuông này, như vậy là nó có rất là nhiều hình dạng khác nhau. Nó có thể sống đơn độc hoặc là sống tập đoàn, tức là sống riêng rẽ hoặc là kết hợp lại với nhau. Đặc biệt là khi mà nó sống ở dạng tập đoàn đó, thì nó có cái thành tế bào và cái vách ngăn ở giữa. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu đây các em. Đây chính là con trùng roi xanh, cho nó cũng giống như tảo lục. Thì nó có màu gì? Màu xanh là do chứa rất là nhiều các cái hạt diệp lục ở bên trong. Cho nên nó có khả năng quang hợp. Đấy, giống như là thực vật. Đây các em, nó có cái điểm mắt để nhận biết ánh sáng này. Bơi đến cái chỗ ánh sáng. Bởi vì có ánh sáng thì nó mới tham gia quang hợp được. Và đây là cái cơ quan di chuyển ở phần đầu của nó. Cái roi. Và khi mà di chuyển thì nó sẽ xoáy cái roi vào nước để mà di chuyển. Nó di chuyển theo cái hướng ngược lại với roi nha các em. Tiếp theo đó chính là con trùng giày. Vì sao lại gọi nó là trùng giày? Bởi vì nó giống như đế của một chiếc giày khi người ta đi ngang qua mà người ta để lại dấu ở trên cát. Đây các em. Về cấu tạo của nó thì nó cũng là cơ thể đơn bào. Tức là cơ thể được cấu tạo từ một tế bào. Cái bộ phận di chuyển của nó là lông bơi phủ ở khắp bề mặt cơ thể này kìa. Đấy, chúng di chuyển là nhờ lông bơi. Đây là cái khe miệng của nó để nó lấy thức ăn vào này. Đấy, đây là nhân. Đây là không bào để nó đẩy cái chất thải ra bên ngoài rồi nó hình thành cái không bào để tiêu hóa thức ăn khi đưa vào bên trong. Nguyên sinh vật tiếp theo chúng ta tìm hiểu đây các em, đó chính là con trùng biến hình. Vì sao lại gọi là trùng biến hình? Bởi vì cái hình dạng cơ thể của nó thay đổi, các em biết không? Nó hình thành cái chân giả này. Đấy, hay còn gọi là trùng chân giả này. Đấy. Nó muốn hình thành cái chân giả để làm gì? Ví dụ nó phát hiện con mồi nằm ở vị trí này thì chắc nguyên sinh nó sẽ dồn về hai bên này. Sau đó nó sẽ nối lại và đưa cái con mồi vào trong cơ thể nó tiêu hóa. Cho nên là khi nó di chuyển, khi nó bắt mồi thì hình dạng cơ thể nó luôn thay đổi nhờ vào cái chất nguyên sinh bên trong dồn về cái phía cần tạo thành cái chân. Cho nên người ta gọi nó là trùng biến hình hay còn gọi là trùng chân giả. Nếu bạn nào nghe cô trình bày không kịp thì các bạn có thể quan sát cái phiếu học tập này. Đấy, cô làm phiếu học tập này để giúp cho các bạn dễ hình dung, các bạn có thể đọc được ở trên màn hình nếu mà nghe cô nói không có rõ đó. Đấy.
Em nhìn thấy rõ chưa nào? Rồi, cái chúng ta chuyển sang phần thứ hai là vai trò và tác hại của nguyên sinh vật. Nguyên sinh vật là thức ăn cho rất là nhiều loài động vật. Đây về chúng ta thấy nè, những cái nguyên sinh vật có kích thước hơi lớn hơn một xíu, ví dụ như là trùng điển hình này, trùng roi, trùng dày, thì nó sẽ là thức ăn của các cái loài giáp xác, ví dụ như tôm này, cua này, đúng không, rết này, và là thức ăn của cá. Rồi những anh giáp xác này lại là thức ăn của cá. Rồi những cái anh vi khuẩn và tảo này có kích thước nhỏ hơn thì sẽ là thức ăn của cá hoặc là thức ăn của các cái anh trùng lớn hơn này, ví dụ trùng dày, trùng roi xanh, trùng dày hay trùng biển hình. Rồi những cái anh nhỏ này, vi khuẩn hoặc tảo này cũng có thể là thức ăn của cá. Như vậy cá là một loài ăn tạp, nó ăn được hết tất cả những cái loài này, đúng không em? Đa số là làm thức ăn cho cá. Em có biết tảo đem lại lợi ích gì cho các rạn san hô? Tức là các rạn san hô, các em biết không? Nó là động vật, cho nên nó không có khả năng quang hợp và nó phải vẫn sử dụng chất dinh dưỡng có sẵn. Và khi tảo nó bám trên đó thì đương nhiên nó sẽ tạo môi trường thuận lợi cho các loài cá nhỏ đến sinh sống ở trên đó. Rồi các loài cá nhỏ lại là thức ăn của những loài cá lớn, thì nó sẽ tạo thành một cái hệ sinh thái ở dưới biển. Như vậy chúng ta chốt lại phần này là gì đây? Nguyên sinh vật là thức ăn cho những động vật nào? Thì cho những động vật là tôm này, cua này, cá này. Đấy. Bây giờ chúng ta tìm hiểu sang phần 2, đó là một số nguyên sinh vật mà nó gây bệnh ở người. Chúng ta tìm hiểu hai cái bệnh phổ biến nhất, đó là bệnh sốt rét và bệnh kiết lỵ. Như vậy người ta yêu cầu cái phần này đó là chúng ta quan sát hình 17.4 và 17.5. Hãy cho biết chúng ta cần làm gì để phòng tránh bệnh sốt rét và bệnh kiết lỵ. Như vậy để đưa ra được biện pháp phòng tránh thì chúng ta còn phải biết được cái nguyên nhân gây ra bệnh sốt rét này, bệnh kiết lỵ này, rồi cái con đường lây truyền của nó, rồi tác hại của nó như thế nào, thì từ đó chúng ta mới đề xuất được cái biện pháp, đúng không em, để mà chúng ta phòng tránh. Thì các bạn nhìn hình 17.4 này, đây là con đường mà trùng sốt rét nó gây bệnh cho người. Như vậy một cái người mà bị bệnh sốt rét này, thì nếu như người này mà bị mũi chích thì cái con trùng sốt rét này nó sẽ làm gì đây? Nó sẽ lây sang cho con mũi, và đặc biệt là nó cư trú ở trong cái tuyến nước bọt của con mũi. Đây em, nó cư trú trong tuyến nước bọt của con mũi. Và khi cái con mũi mà mang trùng sốt rét này đấy mà tiêm chích vào một cái người bình thường thì làm cho cái người này nó sẽ truyền luôn cả cái gì? Cái con trùng sốt rét này vào trong cơ thể của người. Khi mà vào trong cơ thể của người thì trùng sốt rét sẽ theo đường máu tấn công đến gan đầu tiên và bắt đầu làm gì đây? Sử dụng chất dinh dưỡng của các tế bào gan, sau đó sinh sôi, sau đó là gì? Tiếp tục phá hủy cái tế bào gan và nó cũng xâm nhập vào cái tế bào gì? Tế bào hồng cầu. Khi mà nó ăn hết chất dinh dưỡng trong tế bào hồng cầu thì nó sẽ phá hủy tế bào hồng cầu để giải phóng ra những cái con trùng sốt rét. Đấy. Cho nên cái tác nhân mà trung gian lây truyền cái bệnh sốt rét đó chính là cái con mũi. Mà mũi thì chỉ có mũi Anopheles ở miền núi nó mới có khả năng là gì? Các em chứa được cái con trùng sốt rét ở trong tuyến nước bọt. Rồi chúng ta tìm hiểu sang một cái chu trình, một cái con đường gây bệnh ở người nữa, đó là con trùng kiết lỵ. Như vậy thì chúng ta thấy là cái con trùng kiết lỵ khi mà nó tồn tại ngoài môi trường, nó tồn tại dạng bào sát và nó có thể là gì đây? Xâm nhiễm vào thức ăn này, rồi tay này, nước uống của ở ngoài môi trường. Và khi cơ thể chúng ta ăn phải thức ăn, nước uống, hoặc là tay chúng ta cầm nắm những cái thức ăn hoặc là những cái vật mà có chứa cái bào sát của trùng kiết lỵ này, thì nó sẽ xâm nhập vào trong cơ thể của con người. Và khi xâm nhập vào trong cơ thể con người thì đầu tiên đó là nó xâm nhập vào hệ tiêu hóa. Đấy. Khi nó xâm nhập vào hệ tiêu hóa thì nó sẽ làm cho người lở loét ở cái thành ruột này rất là nhanh. Và đương nhiên nó sẽ kết cái bào sát và theo cái chất thải của con người. Nếu như chất thải này không kín, không theo chu trình khép kín thì nó lại tiếp tục là gì? Phát tán ra ngoài môi trường.
Như vậy biểu hiện của cái bệnh sốt rét đó là các em chứ không sốt rét run, mặc dù cơ thể là sốt rất là nhiệt độ tăng lên rất là cao, 39 40 độ có thể là 42 độ, nhưng mà lại cảm giác rất là lạnh và run lên là cần phải phải đắp mền, bởi vì khi năng lượng trong cơ thể bị thiếu các em do các tế bào hồng cầu này đã bị phá hủy này. Đấy, rồi buồn nôn, chóng mặt. Còn đối với bệnh kiết lỵ thì cái biểu hiện đó là đi ngoài rất là nhiều, có thể cả mủ và gì và máu là do cái thành ruột đã bị loét rất là nhiều. Đấy. Cho nên chúng ta phải làm gì? Phải có cái biện pháp để phòng tránh cái bệnh sốt rét và bệnh kiết lỵ này. Như vậy đối với cái bệnh sốt rét thì cách phòng tránh là gì? Tiêu diệt mũi và ấu trùng mũi. Đấy, tiêu diệt mũi và ấu trùng mũi, bởi vì đây là cái sinh vật trung gian mà lây truyền bệnh. Tiêu diệt mũi có thể là bằng đèn bắt mũi này, vợt bắt mũi này, rồi ấu trùng mũi là những cái nơi mà có nước đọng thì chúng ta phải đổ hết nước đi, bởi vì mũi nó chỉ sinh sản được ở trong môi trường nước để tạo ra cái con lăng quăng, sau đó mới phát triển thành gì con mũi. Mắt màng khi mà chúng ta ngủ, vệ sinh nơi ở và nơi làm việc, phát quang bụi rậm thoáng mát sạch sẽ thì mũi nó không cư trú được, không để hình thành ao tù nước, nước đọng. Đối với bệnh kiết lỵ thì đặc biệt là chúng ta phải ăn uống hợp vệ, vệ sinh. Đấy, ăn sạch, uống sạch, ăn chín, uống sôi, rửa tay trước khi ăn và đặc biệt là sau khi chúng ta đi vệ sinh bằng xà phòng sát khuẩn. Đặc biệt là nên hạn chế ăn những cái quán ăn ven đường, bởi vì có thể là nó sẽ không đảm bảo vệ sinh. Đấy. Các em đã biết tên các nguyên sinh vật trong hình 17.3.4.5 tương ứng với từng tác hại của hình 10, của bảng 17.1 đây. Ích lợi hoặc là tác hại của nguyên sinh vật, ví dụ như làm thức ăn cho động vật, ví dụ như là gì? Trùng roi xanh này, trùng biến hình này, trùng dày này, rồi tảo lục này, rồi gây bệnh cho người và động vật, chúng ta vừa tìm hiểu xong trùng kiết lỵ, trùng sốt rét đấy. Đặc biệt là tảo lục nó có thể có lợi nhưng cũng vừa có hại. Nếu như ở mức độ vừa phải thì nó lại là thức ăn cho các loài tôm cá sống ở trong nước, hoặc là thức ăn của một số loài giáp xác nhỏ. Nhưng nếu nó phát triển quá nhanh làm đặc thì nó sẽ gây tình trạng là gì đây? Cái nước nhiễm độc và làm cho cá tôm cá là bị gì? Bị chết hết tôm cá mình nuôi ở trong cái môi trường đó. Và cái câu cuối cùng trong cái bài ngày hôm nay đó là tìm hiểu một số biện pháp vệ sinh ăn uống để phòng trừ các bệnh do nguyên sinh vật gây ra. Thì nguyên sinh vật nó tồn tại trong môi trường rất là nhiều, và đặc biệt là nếu chúng ta ăn uống không hợp vệ sinh thì rất là dễ nhiễm những cái nguyên sinh vật này gây bệnh. Cho nên chúng ta cần phải chú ý là lúc nào cũng gì đây, ăn chín uống sôi này. Đấy, đậy kín thức ăn khi mà chưa ăn này, rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh này. Đặc biệt là nên hạn chế ăn rau sống, còn nếu ăn rau sống thì phải là cái nguồn rau sạch tin tưởng. Rửa sạch thực phẩm trước khi dùng. Các loại hoa quả thì chúng ta nên rửa ở dưới vòi nước thì nó sẽ đảm bảo là sạch hơn rất là nhiều so với chúng ta rửa ở trong thau hoặc là trong chậu. Như vậy là bài học ngày hôm nay kết thúc ở đây. Chúc các em học tốt. Nếu chỗ nào còn thắc mắc thì các bạn cứ comment ở phía dưới, cô sẽ giải đáp cho các em nha. Chào tạm biệt tất cả các em.